cách phối đồ sành điệu đi chơi ngày lạnh. Phong cách ấm áp, dễ thương, áo khoác dáng dài với chân váy ngắn. Chị em thường lo lắng rằng vào những ngày trời lạnh thì không biết mặc gì cho đẹp và hợp thời trang. Các nàng có thể kết hợp áo khoác dáng dài với chân váy ngắn, chắc chắn trông sẽ trông thật ấm áp và dễ thương. Bên trong áo khoác các quý cô có thể tùy ý diện thêm áo len cổ lọ, áo thun hoặc áo sơ mi. Để giữ ấm trong mùa lạnh, chị em có thể mặc thêm quần tất, quần legging hoặc đi một đôi bút cao cổ đều rất phù hợp. Áo hoodie với quần sờ kini. Áo hoodie là một món đồ thời trang hướng tới sự năng động và thoải mái. Do đó, loại áo này rất phù hợp là trang phục dạo phố, đi chơi, đi học hay các hoạt động ngoài trời. Mix áo hoodie với quần sờ kini là công thức cơ bản nhưng không bao giờ nhàm chán và lỗi mốt. Chắc chắn các nàng ưa chuộng phong cách cá tính và năng động sẽ vô cùng thích set đồ này. Phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, váy liền dài tay. Trong những ngày tiết trời hơi chuyển lạnh, váy liền dài tay là một sự lựa chọn không thể hợp lý hơn cho các quý cô khi đi chơi, dạo phố cùng bạn bè. Loại váy này thích hợp với những nàng theo phong cách nhẹ nhàng và nữ tính. Những mẫu váy xòe họa tiết hoa nhí, váy sơ mi với thiết kế dài tay sẽ là trang phục không thể thiếu để tô điểm thêm phong cách duyên dáng, nhẹ nhàng cho các chị em. Để phối hợp với váy liền dài tay, các nàng có thể đi một đôi giày búp bê hoặc giày cao gót đều được. Phong cách thanh lịch, dịu dàng, áo thun với chân váy midi. Khó có thể tìm được trang phục nào mang lại nét thanh lịch duyên dáng như chân váy midi. Đây cũng là món đồ hoàn toàn có thể sử dụng trong những ngày trời se lạnh. Các nàng đừng nên bỏ lỡ loại váy điệu đà này để dạo phố, đi chơi cùng bạn bè. Ngoài ra, áo thun cũng mang lại cho người mặc sự trẻ trung và tràn đầy sức sống. Với một chiếc áo thun mix với chân váy midi là chị em đã có một set đồ đẹp tôn lên nét thanh lịch và dịu dàng. Áo len với váy yếm. Thay vì những loại váy đã quá quen thuộc thì việc kết hợp váy yếm với áo len chắc chắn sẽ giúp phong cách các bạn gái thêm đáng yêu và xinh xắn. Loại váy này có rất nhiều kiểu dáng, chất liệu, thỏa sức cho các nàng lựa chọn như yếm dinh, yếm dáng dài, yếm nhung, yếm kaki. Khéo léo kết hợp với những chiếc áo len có màu sắc phù hợp là chị em đã có một set đồ chuẩn để xuống phố đi chơi ngày lạnh. Ngoài ra, đây cũng là bí kíp hết tuổi cực hiệu quả, khiến váy đẹp trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn. Theo bà Hà, thời đại vlog, tôn sốt sưu tầm và tổng hợp,